Đoạn này đường này đường một chiều mọi người. Công an mới. Đây. Đi. Đầu từ 15/8 thì bên chị sẽ giảm giá chỉ còn 1xx với sóc để mọi người mua về để đi chơi trung thu nhá. Và giảm giá giày cực mạnh để có giày mới đón năm học mới cho các shipper ơi. Chào mọi người đến với shop của Jin nhá. Shop của Jin đang giảm giá toàn bộ các mặt hàng bắt đầu từ tháng 8 rồi đi. Shop Jin Free Ship Extra và hoàn số Extra cho mọi người nhá. Cái logo rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo đến là giày à. Mẫu giày trung kim mới này. Ok. Tiếp theo là các mẫu của MLB này. Đấy, ok. Tiếp theo là các mẫu này nhá mọi người. Toàn hàng hot mọi người ơi. Ok. Và kênh của Jin sắp được 100k sắp rồi. Mọi người ủng hộ Jin bằng cách subscribe và chia sẻ video nhá. Để Jin cố gắng để đạt được cho năm nay nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Và bây giờ thì vào clip nào. Jin đi ông Jin. Vốn bằng cu này. Mà cu sao? Hả? Cu sao? Vốn bằng cu. Đặt mày lên đi. Đó. Anh em đi đang vui. Thằng nào có? CBR 150 Victor. Vô đây 302 3 này rồi. Đây này. Về cẩn thận. Em cảm ơn. Đi về cẩn thận nhé. Nam ở bên ngoài đời rất là dễ gần. Đi thôi, đi thôi. Đội của mình thì sẽ chạy đội mình chạy tam đảo luôn mà. Đi luôn hả? Em tưởng có gì không? Đây mày chạy nữa. Hát lời có bán nhá. Lại bán rồi. Hát lời có bán. Ui giời ạ. Anh Nguyễn Thành Nam đang chặn cá. Chạy thử. Kéo tam đảo tí cho nó vui mọi người ạ. Đi thôi.
Còn một con rớt nữa mà. Bây giờ mình đi xuống mặt này là thành đi ngược chiều. À bây giờ mình không đi đường này chứ. Xuống đi là đường xuống đường bên này. Công an nó bắt à? Cái đấy, công đang xử lý ở dưới đây đây. Không thấy à? Hả? Chắc mới lắp biển ấy chứ. Đường này làm sao mà xuống ngược chiều được? Đoạn này là đường này đường ngược chiều mọi người. Công an mới. Đấy. Đi chuyển à? Di chuyển mọi người ơi, di chuyển thôi. Anh công an lại đuổi rồi. Đi xe máy di chuyển đi, đừng đỗ đây, còn muốn chụp ảnh, đỗ dưới cầu xong đi bộ lên đây chụp ảnh. Thế à? Đưa đỗ đây. Buồn thế. Chiều xuống đỗ tất xe đây. Dạ vâng. Ok ạ. Bọn em di chuyển ngay đây ạ. Đi nhanh thôi. Vừa nãy chị bị trượt à? Ừ, trượt. Ôm. Đi rồi. Thay quả lốp, thay quả lốp. Thay á, thay nguồn trượt. Ước được xin quay. Dì đang quay à? Ừ, dì đang quay. Thì cứ quay đi. Ấy à, ấy à, ấy à, ấy à, ấy à, ấy à, thầy giáo ấy, thầy giáo Long ấy. Thầy giáo Long ấy. Đây anh em ơi. Xin chào tất cả các bạn đang đến với kênh của Đức Long. Bây giờ Đức Long lớp nhá. Xin chào tất cả các bạn. Ước Long quay hộ video. Úi xời. Tuấn đây, mình lên đến Tam Đảo rồi các bạn nhá. Và có một lưu ý khi mà ở cái đoạn này này, bây giờ không xuống được đường kia nữa đâu các bạn ơi. Các bạn là xuống đường kia là các anh công an bắt đi các bạn nhá. Bây giờ xuống là phải xuống đường cầu như thế này này. Thấy chưa? Vâng. Đấy con ở đây thì cảnh rất đẹp mình. Tuấn kệ kệ kệ, nhắc nhở mà. Ok, có nước rồi mọi người ơi. Cái gì đấy? Cạch 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 mọi người. Làm tí. Ơ, 100% nhá. Anh đang làm tí anh. Sao anh buồn thế? Cục chiêu. Cục chiêu. Cục chiêu. Cạch cạch. Cục chiêu. Cục chiêu. Cục chiêu. Cục chiêu. Cục chiêu. Cục trên này uống nước trên này nó khỏe lắm các bạn ơi. Tôi để cho ông Tuấn ông review mình quay ông Tuấn làm gì ấy. Review đi. Đấy, cho anh Tuấn anh review. Rồi, mời các bạn. Thứ ba ngày lên Tam Đảo một lần như này thì quay sau, quay sau, quay sau. Ôi giời, nó gọi là đẳng cấp mọi người. Đi sau xe của nó. Bắn kinh khủng luôn ấy. Em đi sau đoạn, đoạn, đoạn cao tốc ấy. Hất các ác này. Thì em đi sau anh Long đây, khác gì. Anh em đánh giá xếp Long phát nào. Ui giời ạ. Long ơi, cố gắng lên. Mát không anh? Em thấy rất cổ.
À, ngồi sau uống hụt nước thì đoàn của mình về đâu chị nhỉ? Về thôi. Về Hà Nội thôi. Vâng, về kia. Đúng là đi vì đam mê. Chạy đúng một lát lát xong là lên ngồi đúng cái cà phê. Sau khi mà xuống rồi bây giờ quyết định là làm một vòng nữa. Không có đi đâu. Đi.
clip của bạn Tuấn cận ông cua mọi người thấy nào. Mình đưa cho bạn ấy bạn đổ cua. Ok. Còn bây giờ thì về Hà Nội thôi.